Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Yogi Chân Minh An. Bạn có bao giờ đặt câu hỏi trong đời mình rằng ta sinh ra để làm gì, hay lý do của sự sống này là gì không? Khi Minh An đặt câu hỏi này cho các học trò của mình thì nhận được câu trả lời rất thú vị. Có bạn thì trả lời là sinh ra để thực hiện ước mơ của mình, nhưng ước mơ là gì thì cũng chưa rõ. Có bạn thì trả lời là sinh ra để làm một bác sĩ, giám đốc, làm luật sư, vân vân, rất nhiều những nghề nghiệp khác nhau. Nhưng liệu đó có thật sự là lý do của sự sống, lý do mà chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này hay không? Mình đang mời các bạn theo dõi thông điệp sau đây. Lý do tôi được sinh ra trong cuộc sống này là vì để gặp bố mẹ tôi. Lý do tôi được sinh ra trong cuộc sống này là vì để gặp anh chị em tôi. Lý do tôi được sinh ra trong cuộc sống này là vì để gặp tất cả bạn bè tôi. Lý do tôi sinh ra trong cuộc đời này là vì để gặp bạn đấy, người tôi yêu. Để mùa xuân đến và những bông hoa sẽ nở. Để mùa thu đến và lá đỏ sẽ rơi. Bất kỳ ai sinh ra trong cuộc đời này cũng đều để được hạnh phúc. Những nỗi đau buồn rồi sẽ qua, sau đó thì ý nghĩa niềm vui thật sự sẽ đến. Bây giờ thì bạn đang nghĩ gì về lý do của sự sống? Nó có thay đổi gì không so với mục tiêu ban đầu của bạn? Lý do tôi được sinh ra trong cuộc đời này là vì đã làm tổn thương ai đó trên cuộc đời này. Lý do tôi được sinh ra trong cuộc đời này là để ai đó trên cuộc đời này tổn thương tôi. Lý do tôi sinh ra trong cuộc đời này là để được ai đó cứu giúp. Lý do tôi sinh ra trong cuộc đời này là để tôi giúp đỡ ai đó trên cuộc đời này. Và màn đêm sẽ buông xuống, bóng tối trong tôi ngập tràn. Nhưng khi bình minh lên, mặt trời trong tôi sẽ tỏa sáng. Bất kỳ ai được sinh ra trong cuộc đời này cũng đều để được hạnh phúc. Những nỗi đau buồn rồi sẽ trôi ra biển lớn và niềm vui sẽ ngập tràn. Lý do tôi được sinh ra trong cuộc đời này
là để gặp bạn đấy, người tôi yêu. Lý do tôi được sinh ra trong cuộc đời này là để bảo vệ bạn đấy, người tôi yêu. Và đây cũng là một thông điệp để trống cho các bạn tự suy ngẫm về lý do của sự sống, lý do bạn được sinh ra. Minh An cảm ơn các bạn đã theo dõi thông điệp. Minh An mến chúc cho các bạn có được thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Bây giờ thì Minh An xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những thông điệp tiếp theo.